Ok và hai, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và chào mừng anh em đã quay trở lại với Mini World. Và mình là Phong Cận TV đây. Trời, sao mà lắc quá vậy? Cái map này lắc quá anh em ơi. Thì hiện tại bọn mình đang cùng với lại các thành viên trong Hero Team đó. Thiếu có hình như là thiếu anh Dịch với chị Camui nè. Đó, và Sammy nữa. Và hình như là cũng gần được đủ Hero Team rồi. Và bọn mình sẽ chơi trốn tìm ở trong một cái nhà bếp nha anh em. Đó, đây chính là một cái nhà bếp khổng lồ luôn nè anh em. Em thấy không, một cái nhà bếp khổng lồ luôn nè. Và bọn mình sẽ cùng nhau trốn tìm trong này. Và không biết là ai sẽ là người phải đi tìm đây. Cái người mà đi tìm chắc là sẽ cực lắm này. Tại phải kiếm 1, 2, 3, 4 người. Trời, một người mà đi kiếm 4 người chắc là mệt lắm luôn trời. Ok, rồi chúng ta bắt đầu hay nào. 3 giây, 2 giây, 1 giây, ok. À rồi, trốn đi, trốn đi, trốn đi. Tôi là người giết người nè. Trốn đi, nhanh đi, trốn đi. Rồi, xong rồi. Vậy là game này là game đầu mới vô là Phong đã bị vậy nguyền rủa rồi. Rồi ok, bây giờ rồi. Mình sẽ đi kiếm này. Rồi ok, trốn đi nha. Trốn đi nha, Phong Cận đi kiếm này. Ok, 15 giây lần mà. Xung quanh anh toàn là nước ê. À, cơ đi, cơ đi. Bên bông này là nước ê. Nước hả, mấy ông trốn ở đâu thế? Mấy cháu ơi, các cháu ơi, ra đây bà cho viên kẹo siêu to khổng lồ nè. Các cháu đâu rồi? Khang vừa nó đứng đây nè, Khang vừa đây đứng trên bàn nó kêu khách nè. À, à, nhảy hả Khang? Khang ơi, cháu Khang ơi, ai 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 sao cháu? Bắn chú vậy? Khang ơi, cháu chạy đâu vậy Khang ơi? Cháu chạy đâu vậy Khang? À, cháu chạy xuống dưới lại Khang. À, cháu chạy, à, tưởng là cháu nhảy xuống dưới Khang, à, à. Khang ơi, lên đây Khang ơi, lên bàn đây Khang ơi, lên bàn đây, lên bàn đây. À, 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 trên bàn, à, trên bàn, ủa rồi, ủa Khang, à, Khang tóc biến nhanh nha. Một pha chạy lên Khang ơi, trên bàn đây, trên bàn đây. Trời, Khang chết rồi, Khang nhảy xuống dưới, Khang chết rồi. Lượt cay. À, lượt cay nè. Ôi chết tôi rồi, Sim ơi, bà đang trốn ở đâu vậy Sim? Ủa sao? Dạ, vẫn chở rất là sai luôn đó hả? Ôi, cái này nó cứ giật giật sao với ba, cái này nó cứ giật giật sao với ba. Ây da! Xong rồi, thành người xấu rồi, xin lỗi với bạn tôi. Theo như những suy luận của mình thì này nó hay nước thuốc ở trên cái máy ở trên cao. Ấy. Nãy nè, à, nãy nè tôi thấy con cay ro nó chạy. Ê, trong cái tủ nè, cái tủ á. Thằng nào nó bắn mình kìa. Ghê lắm, ghê lắm. Chết nha cay vậy con. Đang sống cay ơi. Bọn mày đâu? À, tôi thấy hai mày nè, tôi thấy hai trong này. Mày nè, tim mày nè. Tim mày nè. Đây coi có con gì đó đỏ nó chạy trên nóc nhà nào không? Ok, yên tâm, tôi lên cái con đỏ đó. À, Cairo nè. Ủa sao chết rồi? À, Sim mới giết hả? Ủa, Khang vừa. Ok. Đâu chết đâu ba, trời. Quỷ okay. Này thì cháu khinh địch này. Cái tội nè, cái tội khinh địch là cái tội. Còn Timmy nữa hả? Còn Timmy nữa hả? Ờ, Timmy. Còn Timmy nữa là win rồi, còn Timmy nữa là win rồi. Vậy cái chậu á. Sao game này nó dễ dữ vậy? Thì đừng có vào. Chậu này đúng không? Cái chậu này đúng không? À. Đúng rồi, dưới đây nè. Timmy. Timmy nó trong cái chậu nè. Núp nè. Ok, tiếp anh em ơi. Phong Cận đã chiến thắng rồi. Game 1 là bên phe gọi là đi tìm đã thắng rồi. Bây giờ để mình sẽ qua cái game thứ hai để coi ai sẽ là người chiến thắng nha mấy bạn. Ok. Ok, dạ tới nè. Shop Phong Cận TV.com. Shop bán nick, dịch vụ thẻ cao. Ai muốn mua nick thì nhào vào mua ngay. Giờ lại đi nè mấy bạn. Rồi ok, 5 người đó, bắt đầu đi. Bây giờ nè, 3, 2, 1. Hãy chạy vòng giấy nè, chạy vòng giấy nè. Trận tiếp theo để coi. À, Kairon là người tìm đúng không? Kairon là người tìm đúng không? Ok, chạy. Tìm bố mày đó, nhìn vịt qua nơi đây. Chị có 10 giây hả? Chạy nhanh đi mấy ba, chạy đứng nó hát nữa. 10 giây á. Ăn con gà vô chạy mới nhanh được. Nãy mày giết tao thôi Khang. Ngay con cái đâu, không nãy không phải tao giết mày đâu mà, đừng có hiểu lầm. À. Làm gì có, làm gì anh em nhau, ai giết nhau bao giờ, kỳ quá à. Ok, nấp đi mọi người ơi, nấp đi mọi người ơi. Nó có cái dây móc các bạn ơi, nó leo được. Khang ơi, tao thấy mày rồi đi Khang ơi. Ủa nó có cái dây móc hả? Ủa kỳ vậy? Khang, chạy đi Khang, tôi sẽ cứu ông Khang ơi.
cứu tôi. Đâu rồi? Này với bạn tôi. Ôi trời. Rồi. Chạy quá. Chạy đi Phe, chạy đi. Chạy nè, chạy đâu? Bắn nó. Đừng cho nó di chuyển. Vô mà. Đứng lại. Con chớp kia. Chạy đi. Ôi nó đang qua kìa Khang ơi, chạy đi Khang ơi. Rồi. Còn có đường nào chạy hết á. Tô. Ghê quá. Đâu rồi? Mấy đứa này đâu đi hết rồi. Kiếm gì hả? Con giáp kia. Cút ra. Tìm đi đâu? Ôi, mày quá nó không chí mình. Ở đâu Phong ơi? Sợ vãi. Khang ơi, giờ tôi gặp được ông rồi, tôi tưởng ông bị gì vậy chứ. Tôi mừng quá. Chỉ này có cái chỗ đó không? Món làm dòm nó cũng dắt nhau mà trời ơi, chân tình. Này, nó chí tôi ba ơi, nó chí. Giải cứu Timmy, biệt đội giải cứu Timmy, Khang chưa? Biệt đội giải cứu Timmy, đi thôi. Anh em biết là tôi nè, Khang ơi, tôi nè. Đâu? Ở nhà vào đây nè, tôi biết. Quay, nó kìa, bắn nó. Biệt đội giải cứu. Rồi xong chết Timmy rồi, thôi mình chạy nha, tạm biệt Timmy, mình không biết gì đâu. Cứu tôi! Chạy đi! À, con dơm hả? Dí nè! Dí đi! Tôi giỏi dí đi! Sao mà lào luôn rồi á? Dí nè! Ok, còn có 12 phút nữa, anh em đánh ráng cầm cự nha anh em, ráng cầm cự đi! Còn 12 phút nữa! Chết luôn rồi! Nó chết luôn rồi, nó rơi xuống nó chết luôn rồi! Chơi khi nào nó đầu hàng thì thôi á! Đúng rồi, chơi khi nào bắn khi nào đầu hàng thôi! Cái màn này rất là dễ rớt nha. Nó là dễ bị rớt nha, thề. Ừ đúng rồi, bây giờ nó cho một đống thức ăn luôn nè. Cho mình đồ ăn quá trời luôn. Ờ đúng rồi. Nó muốn mình bị đừ anh em à. Đâu rồi. Ôi cái gì? Ôi sao Khang chết rồi? Trời sao nó không chết rồi? Khang biết hình như mày. Vậy là Khang hình như mày à? Đúng. Khang ơi, tình nghĩa đôi ta là duyên kiếp trước. Khang ơi, tại sao Khang lại chết? Ồ, chơi gu cực mạnh đến từ vị trí của Khang vừa các bạn à. Cực mạnh. Rồi xong rồi, tôi xin lỗi mọi người. Tôi không muốn làm vậy. Tìm ơi, tôi nhận nè. Tìm ơi, bắn nó đi. Trời, xong chết Tìm ơi luôn rồi. Carol nói chuyện. Carol tính ra chết hoài luôn trời. Trời ơi. Nó tản tôi về điểm hồi sinh rồi kìa. Mấy bạn này là dân đi đường hẻm là hay lách vô mấy cái đường hẻm chạy á. Ủa Phong chết chưa? Chưa, tôi còn sống. Theo như hồi nãy mình nhìn trên bản đồ mình thấy CV vậy, đứng ở đâu đó dưới đây nè. Dưới đây. Bạn CV đứng ở đâu xuống dưới đây nè. Timmy chết rồi, còn Phương Cận á. Ủa, ở CV chết hả? Ủa, chưa, không. Tôi còn sống. Timmy. Mày chết rồi, còn tôi. Ờ, trên đây không có. Không à, chốt vô từ mình là người thì mình phải thắng. Con ngựa đó. Tôi đã tiến xong rồi. Nó tiến, con Khang nó chết rồi. Timmy ơi, xuất hiện đi, bọn tôi không làm hại bà đâu mà, yên tâm đi. Má ơi, nghe như kiểu trời con ra đây mẹ sẽ không đánh con đâu. Má ơi, y chang vậy luôn, trời dụ dỗ con đánh Timmy ơi, bà đâu. Okay, bây giờ là mình sẽ gọi là quyết tâm, không tìm được là mình sẽ cho nghỉ game hết. Không chơi được. Thằng này nó chơi không được, nó không cho ta chơi luôn bà. Là hợp lý rồi. Timmy tiết lộ một chỗ đi. Tim ơi, bật mí cái còn có bảy, còn đến tận 7 phút lần mà, Tim ơi. 7 phút hả? 7 phút thì tôi nói chỗ thì mấy người tí kiếm tôi rồi. Còn tận 7 phút lần chơi vậy ai chơi hả? Ây da, đi kiếm đi. Tôi nghi cái chậu cây lắm. Ừ đúng rồi, cái chậu cây má ơi, cái chậu nó lộ thiên vậy làm như tôi chất hoài chỗ đấy bằng á trời. Ôi núp ở trên lá cây sao ai biết được. Ê coi chờ ra ông leo lên lá cây, ông bị mắc kẹt trong đấy luôn á, không ra được đâu nữa thật. Ở đâu ta, trời ơi, ở đâu vậy mèo Simmy, ở đâu vậy? Kiếm đi trời ơi. Đâu vậy ta One hour later. Đang đi kiếm đây. What the hell? Ôi! Gì vậy?
lỡ mặt rồi hả? Lỡ mặt rồi phải không? Nó đâu? Nó đâu? Nó đứng ở trên đó. Đó đâu? À, giết nó. Còn có hai phút kìa, còn có hai phút kìa. Giờ sao? Con mèo này băm thịt nó ra. Đúng rồi. Về cái tủ lạnh em thấy cái hình bóng ba đón.